Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia ngày 30 tháng 12 năm 1955, 30 tháng 12 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã